đừng nói trời qua đây. Biết mà tôi đó thế này cũng chẳng làm đòn. Dám nhà tôi. Giờ gì có là ăn kém hay vậy? Không có nào đồ của bạn không dám rớ bà ơi. Rớ rồi nó thành con điên, thằng điên. Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn gấp một chiếc máy bay mẫu như thế này nha các bạn. Rồi các bạn cùng mình hướng dẫn gấp ha. Mình sử dụng là một tờ giấy A4 màu. Rồi mình gấp làm đôi lại nha các bạn. Rồi gấp thêm một lần nữa nha các bạn. Rồi bắt đầu mình gấp tiếp, gấp xuống đây ha. Đây, gấp xuống dư xíu, dư khoảng 1,5 cm ha. Rồi mở phim đây, mình gấp tiếp ha. Gấp tiếp à. Đây mình gấp như thế này á, rồi mở phía sau mình gấp lên ha. Rồi mình gấp lên một lần nữa. Rồi mình gấp xuống. Xong một mẫu máy bay như thế này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình hướng dẫn gắn máy bay mẫu như thế này ha. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn vào video sau.